Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế WHO, Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ mắc ung thư gan, 25.000 trường hợp mắc mới và 25.000 ca tử vong do ung thư gan mỗi năm. Đặc biệt, ung thư gan là bệnh có tỷ lệ tử vong cao thứ 2 trong tất cả các loại ung thư ở Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm virus viêm gan B, C mãn tính, bệnh tiểu đường, béo phì và thói quen rượu bia thuốc lá quá mức của người Việt Nam. Điều đáng buồn là người mắc bệnh gan tại Việt Nam thường phát hiện bệnh khi đã quá muộn do các dấu hiệu ban đầu khó nhận biết. Người bệnh thường chủ quan và bỏ qua các triệu chứng nhỏ như vàng mắt, vàng da, đau tức bụng, chán ăn, sụt cân, mẩn ngứa, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Việc điều trị lúc này trở nên vô cùng khó khăn, chi phí điều trị tốn kém trong khi hiệu quả không cao. Làm trong nghề xây dựng lâu năm, anh Triệu thường xuyên ăn uống thất thường, hút thuốc lá nhiều và có những cuộc nhậu thâu đêm. Vốn là người rất khỏe mạnh nên anh càng chủ quan cho đến khi cơ thể anh bật báo động đỏ. Vàng da, nóng gan, bụng trướng, sụt cân, mất ngủ. Những triệu chứng này ngày càng rõ rệt. Anh Triệu mới bắt đầu đi khám và được bác sĩ kết luận đã bị viêm gan. Nếu không kịp thời chữa, sẽ có thể biến chứng thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Cũng chỉ vì chủ quan, lạm dụng bia rượu, thuốc lá, thế mà từ một người đang rất khỏe mạnh, lại là trụ cột của gia đình với 2 đứa con nhỏ, thành ra lại trở thành gánh nặng cho gia đình. Nên khi biết mình bị mắc bệnh viêm gan, tôi đã vô cùng suy sụp. Tôi lo lắng không biết rằng liệu mình có chữa khỏi được hay không, chữa trị có tốn kém, khó khăn lắm không. Thời điểm biết mình mắc bệnh, anh Triệu thường xuyên đến bệnh viện để theo dõi. Tuy nhiên, kết quả không được khả quan, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc Tây khiến cho anh ngày càng cảm thấy lo lắng. Chính yếu tố tâm lý này khiến cho bệnh tình của anh Triệu ngày càng có dấu hiệu trầm trọng hơn. Trong lúc tôi đang vô cùng tuyệt vọng và có ý buông xuôi tất cả, mới đầu tôi cũng lo không biết rằng nó có hiệu quả hay không. Nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương, tôi cũng tìm hiểu kỹ cùng với hỏi ý kiến bác sĩ, mới quyết định sử dụng sản phẩm GlycoFast này. Sau khi tìm hiểu cà gai leo là một thành phần tự nhiên có tác dụng rất hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị viêm gan, chữa lành các tổn thương gan, anh Triệu đã yên tâm sử dụng, kết hợp với một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng tập luyện thể thao nhẹ nhàng. Các hoạt chất trong cà gai leo có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan virus, đặc biệt là viêm gan B, tăng cường miễn dịch và cải thiện các triệu chứng của bệnh. Đặc biệt là sản phẩm được ứng dụng sản xuất dựa trên công nghệ siêu nano, được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản. Đây là công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, được ứng dụng để làm giảm kích thước các dược chất dưới dạng rất nhỏ, giúp tăng khả năng hấp thu của cơ thể, từ đó làm tăng hiệu quả bảo vệ chức năng gan. Đặc biệt, sản phẩm được bào chế dưới dạng viên sủi vô cùng tiện dụng, dễ uống và hấp thu hiệu quả. Sau tháng đầu tiên sử dụng, tôi thấy da dẻ của anh Triệu không còn vàng nữa. Anh ý ăn uống ngon miệng hẳn. Đến tháng thứ 2, thứ 3 thì thấy không còn kêu đau hạ sườn, bụng thì cũng đã hết trướng, đêm đến ngủ ngon giấc lắm. Bây giờ nhìn anh ý khỏe mạnh, hồng hào và vui vẻ lắm, không còn buồn rầu và mệt mỏi như trước. Đi khám thì tình trạng bệnh đã tốt hơn hẳn rồi. Người thân không khỏi bất ngờ và vui mừng trước sức khỏe hiện tại của anh Triệu. Nhìn sắc mặt hồng hào, tươi vui cùng với dáng vẻ khỏe khoắn của anh bây giờ, không ai có thể nghĩ anh đã vượt qua gánh nặng của căn bệnh viêm gan một cách đơn giản như vậy. Giờ đây, anh Triệu đã hoàn toàn khỏe mạnh và tận hưởng một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.